Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video nào mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Get đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon, dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu kính mát ngày hôm nay nha. Bên trong các bạn thấy họ đóng gói rất là đơn giản các bạn nha. Đây chính là một chiếc túi đến từ Get để bảo quản mắt kính bên trong của chúng ta. Mình để một bên nha. Đây, chiếc túi da bên trong được đặt rất gọn gàng, bảo vệ bởi cái túi ni lông bên ngoài. Đây, phía sau chúng ta sẽ có một cái tem với tên thương hiệu Get rất là lớn luôn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc túi bằng da được dập vân nổi rất là đẹp nha các bạn, rất là chỉnh chu luôn. Tên thương hiệu Get. Thứ nhất mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này để các bạn có thể chưa biết có thể nắm được. Get là được thành lập vào năm 1981 bởi anh em nhà Marciano. Lấy cảm hứng từ ảnh hưởng của châu Âu thì Marciano đã định nghĩa lại denim. Một trong những cái thiết kế ban đầu của họ là chiếc quần jean mỏng vừa vặn được trang trí bằng đá mài có tên là Marilyn Tree Zip. Get nhanh chóng trở thành một cái biểu tượng của phong cách sống trẻ trung, gợi cảm và thích phiêu lưu. Trong suốt nhiều thập kỷ thì Get đã mời gọi mọi người mơ ước bằng những chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng và vượt thời gian, biến những gương mặt vô danh thành những người mẫu nổi tiếng. Từ năm 2007, khái niệm bán lẻ G by Get đã ra đời, mang tính thẩm mỹ Nam California từ niềm đam mê cá nhân của anh em nhà Marciano đối với lối sống trẻ ở California mà họ rất là thích khi mà mới chuyển đến Mỹ. Ngày nay thì Get đã thực sự là một thương hiệu phong cách sống toàn cầu với đầy đủ các loại denim, quần áo và phụ kiện được cung cấp tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. Và đó là vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho bạn nào chưa biết thì hãy nắm được nha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta luôn, không để các bạn đợi lâu nữa. Bên trong nhân vật chính sẽ được bảo quản khá là cẩn thận bằng một chiếc túi ni lông như thế này, không còn gì khác các bạn nha. Đây, trên túi chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những thông tin về sản phẩm, tên thương hiệu Get nè, rồi mã sản phẩm sẽ là GF0206-S, mã màu là 08V và thông số kỹ thuật là 58-16-140. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Bây giờ mình sẽ tháo chiếc túi ni lông này ra. Nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong. Đi kèm với chiếc mắt kính chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất là quen thuộc các bạn ha, đến từ Macrolin. Và đây, nhân vật chính của chúng ta các bạn mới 100%. Yes, 100% UV protection là chức năng cơ bản của chiếc kính mát rồi. Get để bảo vệ hai chiếc càng kính này khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính cũng giống như một số thương hiệu thôi. Và mẫu đang trên tay mình đây sẽ có tên đầy đủ là Get Fashion Shiny Gunmetal Men's Class, một mẫu kính mát dành cho nam giới với cái khung màu Shiny Gunmetal màu xám các bạn, và chế tạo đánh bóng đến từ thương hiệu Get thuộc bộ sưu tập Fashion nha các bạn. Về độ rộng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 58mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt, chi tiết hai bên thái dương cũng như là phần form kính nữa. Đó là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang và phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Với độ rộng kính rồi nè, chúng ta sẽ nói tiếp tục đến phần cầu kính. Đây, phần cầu kính của chúng ta sẽ là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Trong kính sẽ có màu xanh lam cơ bản các bạn nha. Đây các bạn thấy là nó hơi ánh xanh. Đó, không biết là qua camera các bạn có thấy rõ hay không. Nếu qua camera mình thấy nó hơi xám một chút xíu. Tuy nhiên thì thực tế nó là màu xanh lam các bạn nha. Và tất nhiên 100% chống tia UV rồi, đây không có ghi luôn các bạn. 100% UV protection.
càng kính thì ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc càng kính 140mm, tương đối là trung bình trên cái mẫu kính này các bạn nha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước mà sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái, tương tự như trên mẫu này chúng ta sẽ có ở đây GF0206 các bạn, mã màu 08V và thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ 58-16-140. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Guess cùng với chuẩn UKCA như các bạn có thể thấy nè, đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy thân càng kính được chập lỗ rất là sang trọng luôn. Nó tạo nên một cái trải nghiệm đeo nó hiện đại hơn, nam tính hơn và nó có điểm nhấn trên phần càng kính rất là nhiều. Logo chữ G cũng được đặt ngay trên phần thân càng, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn cho mẫu thương hiệu Guess của chúng ta. Ở cả hai bên đều có chi tiết này các bạn nha. Về dạng khung trên mẫu này chúng ta sẽ có dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật. Đối với kiểu kính dạng này sẽ dễ dàng phù hợp với khá là nhiều khuôn mặt và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn, vì nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên thanh thoát cân đối hơn rất là nhiều. Đó cũng chính là lý do vì sao mà dạng khung vuông cũng như là hình chữ nhật như thế này được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến ở tất cả các thương hiệu luôn. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu shiny in metal, một cái màu xám kim loại với chế tác đánh bóng mang lại cái vẻ sang trọng, chắc chắn nè, cũng như là cái vẻ bóng bẩy, và cùng với đó là những cái hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển ở các góc nhìn như các bạn có thể thấy đây, rất là đẹp luôn. Chân gá mũi thì chúng ta sẽ thấy nè, đó, họ làm kim loại bên trong ở cả hai bên. Thường thì một số thương hiệu họ sẽ lồng ghép cái phần logo thương hiệu của mình vào trong đây luôn nha các bạn, ở đây thì Guess họ không làm như vậy. Đó là những cái chi tiết này được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, và chất liệu khung sẽ là kim loại. Nói về gọng kính kim loại thì rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt, mẫu mã thì cũng rất là đa dạng và tinh tế. Gọng kim loại thì được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều, điển hình các bạn có thể thấy qua rất là nhiều hãng mắt kính rồi, gọng kim loại luôn luôn sang trọng hơn gọng nhựa. Nó thích hợp cho nhiều lứa tuổi, đặc biệt là người làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự thì những cái mẫu kính khung kim loại như thế này sẽ cực kỳ phù hợp luôn. Qua các góc quay bạn thấy sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nè, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung hai bên ống kính ha. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo, mới 100%, khớp thì còn rất là chắc chắn ở cả hai bên luôn. Đây các bạn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính đến từ Guess nói chung, cũng như là mẫu Guess dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.